Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ hack cái tựa game Hungry Shark và mình sẽ dùng cái số tiền hack đó để mình có thể mua được hết tất cả những cái con cá mập ở trong game. Tại vì nói thiệt với các bạn là mình cày game quá là lâu rồi, nhưng mà nói thiệt là mình chưa mua nổi cái con cá mập cuối cùng, cho nên là mình sẽ phải bắt buộc là hack game này. Ok, và hiện tại là mình đã vào game rồi các bạn, và mình sẽ cho các bạn coi cái số tiền mà mình hack được là bao nhiêu nha. Các bạn chuẩn bị đi. Đó. Rồi các bạn hãy nhìn đi, bây giờ số tiền của mình hack được là bao nhiêu ta? Số này nó nhiều quá, hình như là 1 triệu đó. 1 triệu mấy vàng và 1 triệu mấy kim cương thì mình có thể mua được hết tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như ở đây, mình sẽ mua hết. Đó, mình sẽ mua và mình update cái con cá mập này lên. Rồi ok các bạn không? Mua lên, mua thoải mái luôn các bạn muốn mua bao nhiêu cũng được. Tại vì tiền á mình đã hack rồi, rất là nhiều. Rồi, đó là con cá mập đó đầu tiên. Tiếp theo là con cá mập này. Và tại vì mình đã chơi con cá mập đầu tiên rồi cho nên là mình sẽ không có chơi con cá mập đó nữa. Tiếp theo là mình sẽ mua con cá mập tiếp theo nha. Đó, 25 kim cương. Và mình đã mua nó thành công, rất là đơn giản, nhưng mình sẽ không chơi nó. Rồi tiếp theo, tại vì mình nói là mình mua, mình sử dụng số vài số tiền hack được trong game, mình mua hết cá mập mà. Đây là con cá mập đầu bố và mình đã mua rồi. Tiếp theo mình sẽ mua con cá mập này, có tên là Tiger Shark, là cá mập hổ ha. Rồi tiếp theo là đây, con cá mập này nó khủng nè. Rồi ok, mình sẽ mua tới con cá mập này và mình sẽ vào game. Rồi ok, mình sẽ update hết lên cho nó. Ok, và mình đã vào game rồi các bạn. Và các bạn thấy con cá mập của mình nó như thế nào? Rất ngầu đúng không? Hồi nãy mình mới bỏ tiền ra để mình có thể mua được cái skin cho nó. Bây giờ là các bạn thấy người nó là skin lửa đồ rất là ngầu. Và con cá mập này á, có những cái con nó dí theo nè. Nhưng mà các bạn để ý nha, con cá mập này á là một con cá mập rất là nhiều tiền, cho nên là cái ống máu của nó, cái ống màu xanh nó rất là dài. Và con cá mập này thì các bạn thấy rồi, các bạn cũng đã thấy rồi, mình không cần nói nhiều nữa. Nó rất là ngầu luôn. Đó. Ok, ok. Đó, phải không? Rất là ngầu. Yes. Yes. Đó. Ăn hết tất cả mọi thứ luôn các bạn à. Bởi vậy mình đã có gọi là mình rất là thích những con cá mập này, nhưng mà cày riết không được cho nên là phải hack cho nó, mua cho nó dễ. Rồi ok. Tất nhiên là cái này không phải là mình hack rồi, mà một người khác người ta hack và mình chỉ cần việc là tải về và chơi thôi. Ok, nói luôn cho các bạn dễ hiểu. Đó, ăn tất cả mọi thứ mà không từ bỏ được cái gì luôn. Ở khoan từ từ, lần trước là mình không ăn được những cái con này. Đó, chẳng hạn như cái con cá này nè mình ăn được hết đâu. Giờ mình ăn được hết luôn. Chẳng hạn như cái đuối này mình ăn được không ta? Cái đuối này rất hung dữ và mình cũng ăn được luôn các bạn à. Yeah. Cuối cùng là nhờ hack game mà mình có thể ăn được tất cả mọi thứ trong đây. Ok, ăn luôn, ăn hết luôn. Rồi ok, lên bờ coi. Wow, cái mập, trời ơi nó bay kìa. Ủa, chết queo rồi. Không sao, mình có thể sử dụng kim cương để mình có thể là cho nó hồi sinh. Tại vì bây giờ kim cương của mình là 1 triệu mấy viên rồi, cho nên là cái chuyện mà mình bỏ kim cương ra mình mua để hồi sinh nó là chuyện bình thường các bạn à. Ok, nhưng mà con cá mập này có một cái là các bạn thấy rồi đó, là nó không thể nào mà chống được cái quả bom. Đó. Ok, nhưng mà không sao, nó đã lên tới bờ luôn rồi. Đậu phộng, cá mập lên bờ. Cá mập lên bờ. Ghê chưa, các bạn không? Cá mập là nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Như vậy nó mới ngầu. Mình rất là thích. Ủa, nó ăn con, tính ra là nó ăn mấy con sứa luôn nè các bạn. Mấy con sứa này làm cho mình là bị dính độc này nọ, mà nó ăn luôn rồi là mình thấy nó ghê rồi đó. Ơi, mày. Wow. Nó cạp hư cái tàu ngầm của mấy thằng người luôn. Trời ơi nó mạnh kìa. Rồi con cá mập mà hồi nãy mình chơi á là nó như thế này nè các bạn. Nhưng mà bây giờ mình đã chuyển qua cái con Megalodon, là cái con này khá là khủng đó. Và tiếp theo là con gì thì mình chưa có mở được. Wow, rất là nhiều con luôn các bạn à. Wow, con này ngầu vậy. Mình sẽ mở hết tất cả luôn, mình không chừa một con nào hết. Tiền nhiều để làm gì đúng không? Tiền nhiều để xài chứ làm cái gì. Rồi ok, mua con này luôn, Megalodon. Nhưng mà con này á, theo mình biết hồi xưa nó rất là khủng, nhưng mà bây giờ nó cũng không có khủng lắm đâu. Tại vì bây giờ là có con. Wow, con này ngầu quá các bạn ơi. Con này ngầu thiệt luôn á. Chơi thử nha, mình sẽ chơi thử con này. Ok, mình có thể mua được mấy cái thứ đồ này nè. Nhưng mà tí nữa mình mua, tiền mình nhiều mà. Tí nữa mình mua, mình test cho các bạn coi luôn. Tại vì mình thấy những cái con cá mập nào mà lạ, nhìn nó. Ôi, có trái banh nữa kìa. Cái con này có phải là cá mập không hay là quái vật trời. Ôi, trái banh kìa. Ăn được trái banh không ta? Lượm được trái banh á. Yeah. Ủa chứ anh ơi. Ủa biến mất rồi. Biến mất rồi bạn ơi. Con này là quái vật chứ cá mập gì các bạn. Nhìn nó ghê thiệt á. Ăn hết trời ơi. Bây giờ các bạn có thể thấy là mấy thằng người á, nó chỉ là hạt cát thôi. Nhìn mấy thằng người với con cá này nó rất là khác. Nó rất là khác biệt luôn. Con cá này thì quá khổng lồ, người thì nhỏ xíu. Trời ơi. Con cá nè.
cá mập đầu búa nè, ăn mì luôn á chứ mì láo. Ơ con cá mập này lè lưỡi được các bạn. Ủa nó lè lưỡi nó liếm kìa. Ồ nó y như là con cóc vậy đó. Ồ cá này là cá cóc hả? Cá cóc. Ok, ok. Đấy, đấy. Trời ơi, cho anh kìa, cho anh. Cho anh kìa. À, cái bánh này chỉ là để đụng thôi chứ không có làm gì hết đúng không? Chứ không phải là... Oh my god, nó bay... Trời ơi, nó bay một phát một qua cái đảo luôn. Vãi chưa? Ơ, nó đi trên nước. Nó đi trên đảo luôn các bạn. Oh my god. Ngầu thiệt. Rồi, ok. Đối với như con cá mập này á thì... Ủa, nó ăn trái bơm luôn các bạn ơi. Giờ mới mới để ý nha. Nó ăn mấy trái bơm luôn các bạn. Ủa, cái gì đây? Cái gì? What the hell? Nó bay lên trời luôn. Holy man, oh my god. Cái gì mà có trực thăng nữa vậy? Từ từ. Lên trời cho tao. Yeah. Bố ăn ngôi sao luôn nè. Bố ăn ngôi sao. Trời ơi. Nó ăn được ngôi sao luôn các bạn. Yeah. Trực thăng đâu? À, máy bay kìa. Máy bay kìa. Mấy máy bay này khùng quá các bạn ơi, nó né được. Lên cái nữa nào. Lên. Ok, ăn con bóng màu vàng. Trời ơi. Ui. Đã quá các bạn ơi. Mình không ngờ là con cá mập này có thể bay được. Mày nè trời ơi. Xém tí là mình đớp được cái gì rồi. Cái thuyền, ăn cái thuyền, ăn cái thuyền nè. Yes, ăn máy bay luôn. Wow. Đã thì các bạn, đúng là hả. Khi mà mua được những con cá mập khủng khiếp như thế này rồi thì các bạn sẽ chơi cái tựa game này rất là dễ dàng luôn. Rất là dễ luôn nha các bạn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái này là cá cha rồi. Cái gì cũng ăn hết. Ai da. Ây da, ok, rồi, cá nè, wow, nó bay, đâu, để mình thử. Nè, ơi, con cá này tính ra là nó ăn hết tất cả mọi thứ luôn các bạn. Nó y như là cá cha gì đó, ví dụ mấy con kia mà hả có ị ra tụi nó cũng ăn luôn. Các bạn để ý nha, nhìn nè, trái mềm mà nó cũng ăn luôn. Các bạn ơi, bây giờ là không phải là cá mập nữa mà thành cá voi luôn rồi. Con này là cá voi nè, cá voi xanh hả? Rồi, ui, con này là quái vật luôn rồi, cá gì nữa. Ok, có kim cương là mình cứ mua. Wow, con này là cái con gọi là thủy quái nè. Rất ngầu luôn à. Ok, mình sẽ thử chơi con này một cái. Cái con này là cái con mình muốn tới nè. Cái con cuối cùng mà mình muốn tới. Nhưng mà mình sẽ chơi thử cái con này trước nha. Cái con này con thủy quái. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tiền ra mình mua một số thứ. Ui, nó có thể mua skin nè. Các bạn nhìn nè, mình mua skin cho. Đó, thấy chưa, skin. Cái gì vậy? Hình như là con này hợp với mình á. Skin màu hồng nam tính. Ok, cũng được, cũng ngầu đó. Rồi mình sẽ mua hết cho nó. Tiền bây giờ không thành vấn đề, chủ yếu là mình vô mình coi là những cái con cá mập này nó mạnh như thế nào. Tại vì mình cũng ghiền lắm các bạn à. Mình ghiền mấy con cá mập này lắm. Rồi xong rồi, mấy con này càng ngày mình thấy nó càng ngày càng bự rồi các bạn ơi. Con này chắc chắn là bự hơn con cá mập hồi nãy luôn. Các bạn biết sao không? Các bạn để ý nha. Hồi nãy mấy con cá này đối với nó rất là ngầu đúng không? Mà bây giờ mấy con cá này giờ nhỏ xíu à. Nó xíu luôn các bạn ơi. Cái ống, ôi, các bạn nhìn cái ống máu của nó kìa, cái ống màu xanh kìa. Trời ơi, nó bự. Nó dài, ơi là dài luôn. Cái con này đúng là thủy quái luôn các bạn ơi. Theo mình nghĩ á, cái con này là quái vật hồ Loch Ness thì đúng hơn á. Tại vì mình thấy nó khá là giống con quái vật hồ Loch Ness. Đó, bạn thấy nó ngầu không? Ui, người nó phát sáng kìa. Wow, đẹp thiệt chứ. Wow, ngầu thiệt luôn á. Wow, quái vật hồ Loch Ness à. Ok, ok. Ok, mình sẽ... Ủa, cái này cái gì đây? Ơ, sao lại có cái cục màu xanh? Oh my god, nó bám vô được cái cục. Oh wow, cái cục này phá được à. Mình sẽ đi xuống dưới tận cùng đáy đây. Nó phá được mấy cái này luôn bạn ơi. Oh my god, nó phá được luôn. Ngầu thiệt. Mình chưa thấy con cá mập nào mà ngầu vậy. Con này hết cá mập rồi. Con này là thành mấy con quái vật rồi các bạn ơi. Cái này là quái vật hồi lúc nét nè. Chắc chắn luôn. Các bạn nhìn là các bạn cũng đủ biết rồi. Mày nè, phá hết. Bố phá hết. Đâu mấy con cá này hồi trước mình chơi con cá mập nhỏ các bạn không, nó ăn thịt. Rồng, tưởng rồng màu xanh được các bạn. Ăn tưởng rồng màu xanh. Yo man. Wow, đã thiệt. Ủa, rồi bây giờ đi đâu đây? What the hell? Sao kẹt rồi? Ơ, cuối con đường à. Tặng cùng cuối con đường. Ok, cuối con đường rồi, đi ra. Ơ, bị cái gì vậy? Con cá cái con thủy quái này nó bị gì vậy? Đây. Để mình coi còn làm được cái gì nữa không nha. Có người nè. Mày hả con. Mày nè. Dễ không các bạn? Quá dễ đúng không? Khi mà mình đã gọi là cái nhân vật của mình nó quá mạnh rồi. Oh. Wow.
Wow, mình có cái tuyệt chiêu gì nè các bạn, mình bấm vô một phát một nó biến ra một cái vòng tròn, cái nó tự nhiên nó chui vô vòng tròn đó, nó qua chỗ khác các bạn. Wow, ngầu thiệt á. Phá đi luôn nè, tuổi gì mà đòi ăn mì. Đây đây đây, mình tạo ra cái vòng nè các bạn nhìn nè. Đó. Oh my god, ngầu thiệt. Wow, con này đúng là ôi ôi, cá mập kìa, cá mập khổng lồ hả mày? Ăn mày luôn á chứ mà khổng lồ. Mà nè, 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 cái này là gì? Cái này là gì vậy? Cái này là gì mà mày đặt hả? Sao nãy giờ mình cố gắng mình đi xuống dưới mà mình thực sự mình chưa tìm được một cái gì đó theo ý mình ta. Mình đang muốn tìm một cái thứ gì đó. Ok, cái này có đường, nó chỉ đường xuống nè. Hả? À, sao lại cái chỗ này? Ô ô, wow wow wow, vô cua. Tìm được cái chỗ con cua khổng lồ rồi các bạn ơi. Yes. Wow wow, cái chỗ này có bằng vàng rồi các bạn ơi. À không phải bằng vàng, cái này là mấy cái mai cua. Mấy cái mai của con cua nè, phải không? Wow wow, con cua kìa. No 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 no. Con cua mình đã thấy nó rồi nha. Bây giờ là bố ăn thịt mày đây. Ok. Cua nè. Ui sao nó, ủa sao nó cứng ngắc vậy? Tính ra mình cạp nó mà nó không bị cắn nó. Ôi chạy 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 chạy. Chết kìa. No. No, 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 please, no, 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 no. À, rồi con này phế các bạn ơi. Không làm gì được. Oh my god. Phế vãi chưởng. Wow, cái con này có một cái tên khá là khó đọc. Sakzira Kaiju Sak là cái gì? Zak Info là cái gì đây? Nó hình như cái con này nó giống như là Godzilla các bạn. Khá là giống với Godzilla ha. Ok, mình sẽ mua nó. 900 kim cương à, mua được liền. Mình sẽ tăng cho nó gọi là khủng khiếp lên cái đã. À, phải khủng khiếp lên thì nó mới có thể đánh được con cua đó được chứ. Con cua đó mình thấy ghê quá các bạn ơi, quá khủng, con cua đó quá khủng. Cho nên là mình phải update cái con gọi là Godzilla của mình lên. Mình gọi nó là Godzilla nha, không biết có đúng không nhưng mà mình thấy nó giống, mình gọi gì luôn. Ok. Wow, bây giờ cái con này nó ngầu lắm nha các bạn, ngầu cực kỳ ngầu luôn á. Wow. Ngầu quá em ơi, tại sao em ngầu quá em ơi. Oh my god, nó ngầu kìa. Rồi được rồi, mình sẽ mua hết tất cả những cái thứ trong này luôn. Bây giờ mình có tiền là, ui mình có thằng đệ tử đi theo kìa. Có một cái con nhỏ nhỏ đi theo mình. Ok, mình sẽ mua cái skin cho nó. Trời ơi, mua cái skin nó ngầu kìa. Mình sẽ mua thêm cái này. Ôi mình có thêm một con cá mập đi theo nữa kìa. Oh my god, mình mua hết luôn. Ơi mình có thêm một con cá mập nữa kìa. Mua nữa. Ơ mình có thêm một con cá mập nữa kìa. Đã thiệt, mua nữa. Để coi coi. Ơ mình có thêm một con cá mập nữa. Ok, mình mua được hết tất cả luôn các bạn. Và các bạn có thể thấy là con cá mập của mình bây giờ là rất ngầu luôn các bạn nè. Nhìn kỹ nha. Có vương miệng nè, có tên lửa nè. Rồi hả, có dòng cổ, có đủ thứ. Và tất nhiên là nó có nguyên một cái đàn đệ tử đi theo, nó rất ngầu luôn. Cái gì đây? Trời ơi, và cái tiền này bây giờ là không cần nữa các bạn ơi. Không cần tiền này nữa. Rồi, phá cái này cho anh. Phá cái cửa này. Phá cho anh. Yeah. Phá luôn á chứ không phá hả? Trời ơi, nó làm gì vậy? Nó hút vô kìa. Hút hết tất cả mọi thứ luôn các bạn ơi. Ngầu quá. Oh my god. Nó bay kìa. Oh my god. Woo. Yeah, lên luôn em ơi. Trời ơi, nó tấn công kìa, tấn công mọi thứ luôn. Shit. Oh shit. Wow, nó bay kìa, nó bay đến tận cùng thế giới. Ui, ơi quẹo qua đây. Ở đây mình mới thấy có một cái. Holy man. Ô, nó đi được luôn hả? Nó đi luôn kìa các bạn. Oh my god. Đúng rồi, con này nó không phải là cá mập đâu, nó là Godzilla mà, nó có thể tấn công mọi thứ. Oh shit. Rồi, có cái map đúng không? Bây giờ mình tìm con cua ở đâu ta? À, con cua nằm bên đây. Làm sao để qua được con cua đây? Bây giờ tắt sao ta? Cũng ngu người luôn rồi. Đây. Wow, nó có thể đi trên bờ luôn các bạn ơi. Ok, nhưng mà cái quan trọng mình phải tìm được con cua. Mình phải tìm được con cua. Sự trả thù của mình là phải tìm được con cua. Rồi, ok. Tiếp nào. Lụm luôn, mà bây giờ làm sao để qua cái chỗ này đây? Mình phải tìm được cái đường nào đi qua con cua mới được các bạn à. Cái chỗ này không được rồi. Để mình bấm vô cái này. Oh, wow. Nó khè lửa kìa. Nó phải nó khè laser chứ lửa gì. Holy shit. Oh shit. Nó mạnh thiệt á. Ôi từ. Rồi mình có thể bay nè. Đứng lên nè, đứng lên cho các bạn coi nè. Nó ngầu chưa. Ôi đừng có, đứng im coi. Stop. Đó, ngầu chưa các bạn.
thấy ngầu chưa? Ủa mà sao nó tàn hình vậy ta? Ủa hình như lên bờ nó tàn hình hay sao á? Đó, ngầu chưa? Wow, lên bờ là nó tàn hình. Còn bình thường là nó ở dưới nước là nó sẽ hiện hình ra, tấn công hết mọi thứ. Oh my god. Mày hả, cá mập túi gì? Túi gì mà đòi ăn anh? Cá mập hả, chấp hết. Chấp hết rồi mày luôn á. Trời ơi, đã quá bà ơi, con cá mập, cái con này không phải là cá mập nữa mà gọi là cái con này là quái vật rồi. Quái vật biển sâu rồi. Phá chỗ này, ơi khoan từ từ, mình có đường qua nè. Mình phải qua được cái chỗ con cua, mình muốn qua chỗ con cua. Ok, qua chưa? Ở chỗ này không ta, để mình thấy chỗ này quen quen. Hả không ta? Ô, hình như là chỗ này sẽ có con cua nè. Yeah, tìm được chỗ con cua rồi, chuẩn bị tinh thần đi em cua ơi, anh tới đây, I'm coming. Tới rồi. Ok, từ từ. Để mình tìm coi xung quanh này có thức ăn gì không chứ mình phải coi trước khi mình đánh với con cua. À, mình đã gặp rồi các bạn ơi, con cua đi rồi. Nhưng mà mình phải tìm thức ăn trước khi mình đánh với con cua nha các bạn. Cẩn thận, từ từ, bình tĩnh. Con cua kia, mày muốn cái gì? Nó đứng nó nhìn mình kìa các bạn. Quất con cua này luôn. À, từ từ. Hình như là cái cách lao vào của mình nó không có hợp cho lắm. Khoan từ từ đã. À, ăn càng nhiều càng tốt đúng không? Rồi ok. Từ từ để mình ăn vô mình có máu cái đã, mình chơi con cua này. Yeah! Đốt con cua, đúng rồi, đốt đó. Đâu rồi? Ủa sao chạy tùm lum vậy? Đậu phong con cua. Mày hả con? Con cua nè. Đánh con cua đi mấy thằng đấy. Con cua này làm sao để có thể tiêu diệt nó ta? Mình cảm giác hình như là nó rất là mạnh đó bạn ơi, con cua này. Mình cảm giác nó rất là mạnh đó. Nó là chùm cuối phải không? Cắn nó sao ta? Ui, nó tán một cái rất là đau các bạn ơi. Mày nè, cua nè. Wow, con cua này nó coi bộ là nó khá là trâu các bạn. Nó bay nhảy được luôn kìa. Nó ngầu thiệt kìa. Đi nào, cái con này quỷ gì vậy? Đi, ăn kìa. Đó, ăn đi, đúng rồi, ăn cho nó có sức. Đánh nhau với con cua chứ. Mày nè chú, động đất luôn các bạn ơi. Khi mà mình chuẩn bị tát con cua này nó động đất luôn các bạn. Yeah. Thắng nó. Làm sao để thắng con cua này các bạn? Mình không biết cách đánh con cua này. Mình cảm giác là sau đánh con cua này mình không, con cua nó không mất máu hay gì á. Ok, mình ăn mấy con này vô. Hên là mình ăn mấy con này vô mình lên máu rất nhiều luôn các bạn, mình lên máu rất nhiều luôn. Đâu rồi? Cua đâu? I'm coming. Yeah. Snap là gì? Đánh nó. Đánh đi. Come on. Wow. Ăn mọi thứ vô. Yes. Mày nè. Nó đánh mình rất là đau nhưng mà mình không biết làm sao để đánh nó các bạn. Con cua nè. Con cua này rất cứng luôn các bạn à. Oh my god, giờ sao đánh nó đây? Từ mình để mình ăn con cua này vô một cái mình có máu cái đã chứ không sao mình đánh lại nó. Đây, những cái con này là những cái con mà gọi là tiếp cho mình sức mạnh và cũng như là máu. Ok. Rồi, sức mạnh đã có rồi. Ơi, sao ra ngoài rồi? Đậu phòng tôi kêu mày ra ngoài đâu? Vô lại nào. Giờ ra ngoài để ăn đúng không? Ok, vô lại nè. Chuẩn bị nha các bạn. Mình đã có sức mạnh rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần gặp con cua này và mình quất nó thôi. Cua đâu? Cua rồi. Mình nghe tiếng mà. Nó trốn mà. Trốn nè. Mày trốn hả cua? Mày trốn hả cua? Mày nè. Ơ, sao mình cảm giác nó không bị làm sao hết nha. Mày nè. Oh my god, con cua này không có cách để tiêu diệt nó rồi các bạn ơi. Thua rồi. Không làm gì được nó. Đây, tính ra mà mình sống nãy giờ rất là dai nhưng mà. Đánh nó. Cắn nó. Xin áp nó. Yeah. Cắn nó đi. Không được rồi các bạn ơi. No. Không được rồi. Nói chung là máu ở dưới đây là vẫn có bình thường nha các bạn. Ok, khi mà các bạn xuống đây là các bạn cứ bình tĩnh. Ở dưới đây có máu bình thường cho các bạn luôn. Không có sao hết, nhưng mà cái đánh con cua này rất khó và không còn cách nào nữa rồi. Ok, không được rồi. No. Thôi, bỏ đi. Rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem và cuối cùng là mình đã mua được cái con gọi là hả cá mập cuối cùng trong cái game Hungry Shark rồi. Và mình cảm thấy là con này rất là mạnh, rất là ngầu. Nhưng mà con cua mình không biết tại sao lại không đánh được con cua. Và mình không thể đánh được các bạn. Các bạn nào biết cách tiêu diệt con cua đó hãy comment ở dưới mình biết nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem. Hãy nhớ để lại trong video này 50.000 like. Cùng với đó là share quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo nếu thật sự là fan chân chính của mình nha. Rồi và bye bye.